hồn thú đại chiến đấu la đại lục này đã gần như diệt sạch trước đây hắn tiếp xúc ra qua hồn thú nhiều nhất địa phương chỉ có một cái kia chính là chuyện linh tháp chỗ khống chế đường thăng linh đài bắt chưng từng cái tinh đấu đại xâm lâm thăng linh đài chẳng lẽ nói chính mình dĩ nhiên là bị cổ nguyệt dẫn tới ở trong thăng linh đài phải không đây quả thật là có thể dùng cổ nguyệt đã chuyển linh tháp địa phí mang chính mình tiến vào trong này không tính khó khăn thăng linh đài đang tại hắn kinh ngạc thời điểm đó cái kia biến diện xích hỏa hầu này đã bay nhanh xông tới phía bọn hắn giống như cảm nhận được quang sắc của đường vũ lần với hắn xích hỏa hầu vương lúc này chẳng qua là thân hình lóe lên trên liền tháo chạy cao đã đến trên một cây đại thú hai chân ở bên trên đại thù này đạp một cái giống như là một đạn màu lửa đỏ ở trên tên nhón lao thẳng tới đường vũ lần lúc này hai mắt híp lại ở trong đôi mắt lóe ra lạnh thấu xương hàn quang sự lãnh khảo viện lông này gặp tài lán trong lòng của hắn như trước là hạng gì hậm hực đột nhiên có địch nhân xuất hiện lội tâm của hắn lúc này đè lén yêu tứ tư. lập tưng tự như giếng phun bình thường bộc phát ra, cổ nguyệt ôm chặt ta Đường Phong Lân lúc này khẽ quát một tiếng, Cổ Nguyệt lúc này vội vàng ôm sát cổ của hắn, một cằm chân dài cùng với thật chặt quấn lấy tại bên hông của hắn. Đường Lân bản thân cứ huyết chấn động ra bỗng nhiên đại thịnh xa, hai tay hướng thân thể hai bên triển khai, một đôi kim long chảo đồng thời thả ra làm trong cơ thể của hắn hoàn toàn thành hai cái tuần hoàn vòng xoáy về sau đó. Đều phụ lần liền phát hiện, mình phụ hồn của huyết mạch chi lực lượng đã có thể đồng thời tồn tại, hoàn toàn không cần hoán đổi mà là có thể chân chính ra chính diện chiến đấu với nhau. Không mấy làm ngân hoàng từ mặt đất chèn trúc xa dựng lên trên, giống như một đạo làm màu bạc rừng rẫm một dạng chặn đường ra đi của xích hỏa hầu vương lại. Xích hỏa hầu vương kia hết sức hùng hãn, hai tay mở ra, toàn thân thiếu đốt lên trên ngọn lửa màu đỏ đơn giản chỉ cần đánh tới làm ngân hoàng làm ngân hoàng dù xa cũng là thực vật hệ hồn thú tại nó va chạm hạ bị nhào nhào đẩy ra mang theo khí thế chưa từng có từ trước tới nay nó liền đã tới trước mặt của đường vô lấn. không có trực tiếp đập xuống xích hỏa hầu vương lúc này dưới nách của nó lúc này đột nhiên xuất hiện ra một đôi cánh làm cho nguyên vốn hắn lên bổ nhào ra xuống xu thế này ở trên không trung lúc này sừng lại chiến thuật hồn thú vậy mà thông minh như vậy sao chớ xem thường ở trong chớp nhoáng này dừng lại, đủ để cho đối thủ hoàn toàn sai sót về tính toán công kích của nó quỹ tích. Lúc trước đó, nó cái kia con mắt thứ ba biển phát sáng lên, cường thịnh tinh thần bà động lập tức uyển như thủy triều mãnh liệt mà đến không phải là trực tiếp va chạm mà là một loại từ bốn phương tám hướng chuyển đến tinh thần uy áp dùng thân thể của đường vũ lân làm trung tâm ngang một tiếng đường vũ lân ngửa đầu gầm thét to lớn đầu rồng vàng óng bao trùm toàn thân thanh linh đúng là hoàng kim long giống xích hỏa hầu vương thân thể ở trên không trung cứng đờ nó là cái kia cường thịnh tinh thần trùng kích tại hoàng kim long giống mang theo tinh thần lực lượng chấn động phía dưới lập tức phòng lại nhưng mà ngay cả lúc này lò cái kia mắt sọc màu vàng óng bên trong màu đạn kim quang tới nhanh nhiều điện chớp mang theo nhiệt độ nóng bỏng cỡ hồ hồ nà xuyên qua xung quanh vặn vẹo không khí lập tức đã đến trước đường phố lần trước ngực Cùng với lúc đó, bàn thai quán cũng đã lăng không bổ nhà xuống, một đôi móng vuốt sắc bén rũi ra, đồng thời hướng về đường phố lần bà phủ xuống. Đường phố lần tay phải hoàng kim long chảo phi ra, ngang nhiên ngăn lại trước người của mình, chặn lại đạo kia từ trên trời giáng xuống. Lóng bỏng cảm giác lập tức truyền đến, cường đại năng lượng trùng kích vệ má đã để cho lực lượng mạnh mẽ như vậy của đường phố lần thân thể thoáng sao động. Xích hòa hầu vương kia cũng mượn cơ hội lần này lăng không tới, một đôi móng vuốt sắc bén từ hai bến chụp vào đường Vũ lân. Good. đường phố lần lúc này quát lên một tiếng kim long thăng thiên kim long khổng lồ từ dưới chân bay lên trên cùng với xích hỏa hầu vương kia đụng vào nhau tiếng lộ đùng đùng trói tài trong tiếng này trung quanh mảng lớn rừng rậm hướng ra phía bên ngoài khoảnh đảo xích hỏa hầu vương cũng bị đụng lăng không bay lên trên nhưng đường phụ lần lúc này rõ sáng lao đảo lùi về phía sau hai bước mới dừng lại Xích Hoa hậu vương rất xa rơi vào trong một cây đại thụ bên trên Trong mắt lộ ra nghi ngờ không thổi trí xác hiển nhiên là bị đường phụ lấn cường hãn công kích xa có một chút hù dọa Đường phụ lân tự thân luống cuống cũng theo đó mà thủ liễm vài phần Xích Hoa hậu vương này dĩ nhiên là ngoại ý liệu khó chối, Chẳng những công kích mạnh mẽ còn có tinh thần lực lượng Đồng thời nó tự thân phòng ngự ra lực lượng cũng phi thường cường hãn Kim Long Thăng Thiên cùng với chính mình cùng nó chính diện và chạm rõ ràng là không có thể gây tổn thương cho đến nó chẳng qua là đưa nó bức bách lui về phía sau cái này thật sự không đơn giản vạn liên hồn thú không hề nghi ngờ đây là một vạn liên hồn thú còn không phải thông thường mà là biến dị vạn liên hồn thú thở sâu đường phụ lân bình phục lại thoáng một phát lúc này dòng suy nghĩ của mình hắn biết rằng đối thủ lúc này như vậy chính mình không có khả năng lại để cho tâm tình ảnh hưởng đến trận chiến đấu này hai mắt híp lại đường phụ lân đứng ở xích hỏa hậu phương khi thế tự thần bắt đầu là tiếp tục kéo lên chiến hắn không có sử dụng đấu khái đó là về sau thủ đoán không phải vạn nhất bất đắc sĩ sẽ hắn sẽ không dễ dàng phát động ra nếu như đây là thằng linh đài ít nhất cũng là chủng cấp thằng linh đài hoặc là ở trong truyền thuyết cả cấp thằng linh đài mới đúng bằng không mà nói mình cũng không gặp ra đối thủ mạnh mẽ như vậy hồn thú hết khả năng bảo tồn ra lực lượng xung đối màn tương lai này lúc nào cũng có thể xuất hiện ra cường giá Xích hỏa hậu vương này, một đôi trọng mắt đi lòng vòng, đột nhiên, ló thân hình lẽ lên, không còn là đánh về phía của đường vũ lấn, mà là hướng ra phía xa xa nhanh chóng trốn màu giật mà đi. Dĩ nhiên cũng làm như vậy trốn thoát. Đường vũ lân sửng sữa một chút, không hề nghi ngờ. Xích hỏa hậu vương này hết sức thông minh, phát hiện ra mình cũng không phải là đối thủ như vậy về sau. Vậy thì lựa chọn lập tức trốn xa. Đường phố lần lúc này cũng nhẹ nhàng thở ra Hắn hiểu được rằng Tiếng muốn chiến thắng xích hỏa hầu vương này Mình cũng phải toàn lực sợ ứng phó mới được Vạ liền biến dị hồn thú Bên cạnh chính mình nhiều trước vừa không có giúp đỡ Để muốn đối phó ra cũng không phải là dễ dàng như vậy Ba ba Bên ngoài chuyển tới tiếng kêu làm cho đường vũ lấn nguyên bản tăng cao giá chiến ý lập tức ra một tiếng Hắn khóe miệng giật giật một cái Vô vô bắp đùi của cổ nguyệt rồi nói Không sao ngươi xuống đây đi Được rồi Cổ Nguyệt có một chút không cam lòng từ trên thân của Đường Vũ Lân xuống, một bộ dáng lòng còn sợ hãi, ba ba, vừa rồi đó là cái gì vậy? Thật là đáng sợ. Đường Vũ Lân lúc này nhìn xem nàng không có gì để nói, tại trong cảm nhận của hắn, thực lực của Cổ Nguyệt vẫn luôn luôn không kém hắn, thậm chí muốn mạnh hơn hắn nữa. Có thể nàng bây giờ cũng đã hoàn toàn biến thành một cái cần người khác lộ ra tiểu hài Tứ Không có chuyện gì đâu, ta sẽ bảo vệ người. Đường Vũ Lân sờ sờ mái tóc dài của nàng. Cổ Nguyệt cũng đã thuận thế dựa vào trong ngực của hắn Về mặt thỏa mãn sẽ nói Ba ba thật là tốt nhất Đường phố lân bàn tay cứng đó Già yếu là lúc sau làng tỉnh lái Chính mình phải như thế nào đối mặt với nàng đây Thầm tha một tiếng Đồng thời cũng lấy lại bình tĩnh Bắt đầu phán đoán tình huống xung quanh Ma quỷ đảo tô luyến Để cho hắn học sóng vô luận tại gian nan Dường nào giữa tình huống đều là chỉ bằng có thể là thực tỉnh táo Coi như là bản thân chập trần cực lớn cũng muốn ở trong thời gian ngắn nhất này để cho chính mình tỉnh táo trở lại bởi vì chỉ có cố gắng tỉnh táo mới có thể tốt hơn đi đối mặt với hết thể khốn cảnh tỉnh táo lại đường phố lân lúc này cảm thụ được hết thể xung quanh đồng thời cũng đối với xung quanh hết thể này tiến hành chăm chú phán đoán không hề nghi ngờ đây là một mảnh nguyên thủy xâm lấm đã có lúc trước thăng linh đài phán đoán hiện tại thì hắn càng xem càng cảm thấy ở nơi đấy như là trong thăng linh đài mô phỏng tinh đấu đại xâm lấm bất đồng duy nhất chính là nơi đại thực vật lớn so với hắn trải qua truyền linh tháp ở trong thăng linh đài thực vật càng thêm tươi tốt nhìn qua tuổi tang cũng càng thêm lâu dài hắn cho mình một giả thiết Giả thiết này hay là tại trong thăng linh đài Như vậy chứ không phải là trung cấp thăng linh đài Trung cấp thăng linh đài hắn trước kia đã từng đi quá Nếu quả thực là như vậy Như vậy tại trung cấp trong thăng linh đài Thực vật không có như vậy rậm sạp hơn nữa cũng không liền dễ dàng như vậy liền đụng phải cường đại như thế thực lực không kém hơn dưới mình cường đại hồn thú dựa theo vừa rồi xích hỏa hầu vương kia cho thấy năng lực tưởng muốn chiến thắng nó đều vô lần sợ rằng phải mặc vào đấu khải mới có thể làm được Chớ nhìn thấy hắn hiện tại hồn lực tu vi chỉ có cấp 55, có thể coi như bình thường, vòng 6 cường giả cũng tuyệt đối là đối thủ của hắn. Hơn nữa, đấu khái, hoàng kim long thương những thứ này biểu lộ ra tăng trưởng. Đường Phu Lân bây giờ đang ở trong hồn sư dưới cuối cùng có như là một cái tiểu cao thủ rồi. Như thế đến xem, xích hòa hậu vương kia, chương 2 vạn năm tu vi hồn thú cấp độ Cao cấp thăng linh đài sao? Đối với cái kia người tồn tại, hắn cho tới bây giờ đều không hề hiểu rõ ràng quá Chẳng qua là nghe cổ nguyệt nói mơ hồ đề cập quá Cao cấp thăng linh đái mới là chuyển linh tháp cốt lõi nhất tài nguyên Có điều một in trụ cột xa phán đoán hắn vẫn phải có Ví dụ như là càng là cường đại hồn thú tủ cử cử địa này Hồn thú số lượng càng ít đi Bởi vì mỗi một cường đại hồn thú này đều là có lãnh địa của chính mình Không cho người khác xâm phạm rất rõ ràng Bọn nó hiện tại là địa phương sở thái và là lãnh địa của xích hỏa hầu vương kia rồi mà tiến vào trong tiếp theo vùng lãnh địa này mà có thể gặp được khác hồn thú nhưng mà hiện tại vấn đề mấu chốt nhất là lên này chính là như thế nào ra ngoài lớn như là trong truyền thống thăng linh đài mà nói là có một chuyên môn ra ngoài trang bí tưởng muốn lúc sợ đi chỉ cần là muốn nhấn cái nút là được rồi hoặc là tại trong thăng linh đài chết chắn cũng sẽ sợ đi chẳng qua là trên tinh thần sẽ thừa nhận ra một ít trùng kích hiện tại hắn phải gặp vấn đề chính là trên thân của bọn hắn đều không có cái loại này có thể sợ đi cái nốt cũng thì là không thể nào vào không phương thức này bình thường ra bên ngoài nhưng mà dùng cách chết đi ra ngoài được hay không được chứ đường phố lân không biết hơn nữa đây là không có biện pháp thử thật sự là chết rồi làm sao bây giờ hơn nữa đường phố lân sớm đã nghe nói qua thăng linh đà đỉnh cao nhất tồn tại là chân thực thế giới lớn như mình bây giờ liền lạc cùng với cùng nguyện ở nơi đó một khi chết suối cũng liền là chân chính tử vong cho nên vô luận như thế nào hắn đều cần dùng rất cẩn thận phương thức này để đối mặt với mới được Nghĩ thông suốt những thứ này, hắn phản giá không quá nóng lòng đi tới. Vùng lĩnh vực này là địa bàn của xích hỏa hậu phương, ít nhất thì xích hỏa hậu vương này hay vẫn là bây giờ có thể chống lại. Tương đối mà nói ở chỗ này còn có an toán, hơn nữa hắn còn cường một loại thường đế chỉ nhắn năng lực này có thể tùy thời quan sát ra chung quanh. Có bất kỳ nguy hiểm nào cũng có thể khác nào phát hiện ra. Chẳng băng ở chỗ này trước khi nghỉ ngơi một thoáng, sau đó cũng cẩn thận phân biệt ra rõ ràng phương hướng một chút rồi hãy nói. Nếu thật sự ở trong truyền thuyết kiến tối cao thứ tầng thứ này thằng linh đái Như vậy, cái chỗ kia rất có thể chính là vẫn tồn tại tinh đấu đại xâm lâm khô lồng cốt Thậm chí là đại hùng chỉ địa là có khả năng tạo ngộ ra địa phương có thập vạn liên hồn thú Nếu như mại mỗi xâm nhập chỉ cần gặp được một thập vạn linh hồn thú, hắn cùng với cổ nguyệt thì xong rồi. Mà nếu thật sự là cái chỗ kia, chỉ cần chắc chắn các địa phương này lựa chọn chính xác, dần dần thoát ly ra hạch tâm, một cái đi qua là mới có thể đi qua ngoài mới đúng. Chỉ là lựa chọn vào con mắt, đường phố lân đương nhiên không thể nào thấy mình và hắn về phía nào cả. Có khả năng thông qua lúc trước làm ngân hoàng mang đến biến hóa, hắn chưa có thể đi hỏi. Hỏi ai chứ? Thực vật, chung quanh tất cả thực vật, chúng xa xa so với hắn hiểu hơn thế giới này.